Xin trân trọng kính chào quý vị và các bạn, quý bà con Phật tử gần xa. Hôm nay là ngày 11 tây tháng 8 năm 2024. Thì hôm nay tại tu viện Minh Đạo ở Bà Rịa Vũng Tàu có tổ chức một cái buổi lễ gọi là Vu Lan, từ ngày 10 tây cho đến ngày 11 tây. Tối qua ngày 10 tây á thì có tổ chức là thả đèn hoa đăng và nghe những cái chương trình văn nghệ. Và sáng ngày hôm nay là ngày 11 tây tháng 8 á, thì thầy Thích Minh Đạo đã quay trở về tu viện. Và phải nói một cái hiện tượng là phải nói là gọi là không thua kém gì thầy Thích Minh Tuệ, đó là quý bà con Phật tử gần xa đã tề tụ và tụ tập về với tu viện Minh Đạo. Ước tính số lượng là lên tới là hàng ngàn người nha. Ước tính số lượng là hàng ngàn người Phật tử, rất là đông. Thầy Thích Minh Đạo hôm nay thì quấn phấn tạo y và đi trong một cái gọi là rừng người, phải có người là giăng tay với nhau thành một cái vòng như vậy để cho thầy di chuyển, chứ còn nếu không là bà con Phật tử rất là đông. Thì thầy Thích Minh Đạo á là một trong những người ở Bà Rịa Vũng Tàu, hình như là chỉ có thầy Thích, hai người ở Bà Rịa Vũng Tàu là bị là hội đồng trị sự giáo hội Phật giáo tỉnh Bà Rịa cũng có gọi nôm na là khiển trách á, trong thời gian vừa qua, vì có những cái phát biểu liên quan đến thầy Thích Minh Tuệ, đó là thầy Thích Minh Đạo đó. Tuy nhiên thì sau khi mà giáo hội Phật giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu á có phê bình thầy á, thì tự nhiên cái bà con Phật tử gần xa lại là yêu mến thầy Thích Minh Đạo nhiều hơn, và tìm đến tu viện Minh Đạo cũng ngày càng đông hơn. Đến đó thì mới biết được là thầy Thích Minh Đạo đang nuôi trẻ mồ côi, không, đang nuôi trẻ mồ côi. Và kể từ đó đến nay á thì bà con Phật tử tìm đến tu viện Minh Đạo rất là nhiều, rồi là cúng dường để cho tu viện nuôi những cái trẻ em cơ nhỡ ở đó. Và đỉnh điểm tới ngày hôm nay á, ngày 11 tây tháng 8, nhân cái dịp tổ chức cái lễ Vu Lan ở tu viện Minh Đạo thì bà con tập trung quá đông luôn quý vị và bà các bạn ơi. Phải nói là sáng hôm nay á là mình cũng kẹt cái công chuyện gia đình, không có chạy ra ngay chỗ Bà Rịa Vũng Tàu được. Dự định cũng ra đó để tham dự một cái buổi lễ Vu Lan ở ngoài đó như thế nào, nhưng mà mình không đi được. Thì đến chiều á, là xem được các cái kênh YouTube họ quay ở trên YouTube á, thì phải nói là Phật tử, bà con Phật tử tập trung về ở tu viện Minh Đạo này là phải nói là từ trong ra ngoài quá trời đông. Có kênh YouTube là họ đưa là cả ngàn người, cả ngàn người luôn, chứ ghê hồn không, quá trời đông. Và thầy Minh Đạo là rưng rưng nước mắt, phải nói là thầy chắc cũng xúc động, không ngờ là bà con Phật tử đến để ủng hộ thầy quá nhiều như vậy luôn. Hổm rài thì mình thấy là bà con Phật tử đến để cúng dường, nào là gạo rồi là bánh trái rồi này kia nọ, là hôm nay thấy là quá đông luôn. Tối hôm qua thì có một cái chương trình văn nghệ ở tu viện Minh Đạo thì mình thấy cũng rất đông người rồi, nhưng mà hôm nay phải nói là quá trời đông. Các cái bạn YouTube á, các cái YouTuber á, phải nắm tay nhau tạo một cái vòng tròn để cho thầy di chuyển lên cái khu của thầy, của thầy ở á, chứ còn nếu không đông lắm, không có sể được á. Thì quý vị và các bạn thấy, thì hôm những video lần trước á mình có nói á,
những người mà có những lời nói không tốt đẹp với thầy Thích Minh Tuệ thì tự nhiên gặp trắc trở trong cái cuộc sống của họ. Còn những người mà có vấn đề là có cái tán thán rồi giống như là đồng hành, hay là mình dùng cái từ gọi là cùng hướng với thầy Thích Minh Tuệ thì tự nhiên được bà con Phật tử người ta mến mộ, người ta yêu mến. Ví dụ thầy Thích Minh Đạo thì cũng bị Giáo hội Phật giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là có những cái khiển trách. Tuy nhiên là ngược lại thì được bà con Phật tử quần chúng lại yêu mến hơn, càng ngày càng yêu mến hơn. Và những lời nói của thầy thì được mọi người Phật tử đón nhận. Nó lạ như thế. Một cái vị hổm rài là thầy Thích Minh Đạo là gọi là nhập thất để sám hối. Nhập thất sám hối thì bây giờ thầy đã xuất thất. Xuất thất thì ngay cái dịp mà tu viện Minh Đạo đang tổ chức một cái buổi lễ Vu Lan thì thầy xuất hiện trở lại. Và rất là đông bà con Phật tử ngóng chờ cái ngày thầy là xuất hiện. Thì ngày hôm nay 11 tây tháng 8 thì thầy xuất hiện trở lại, thầy Thích Minh Đạo. Thì cũng là một cái hiện tượng là giống như thầy Thích Minh Tuệ trước đây á, cũng rất là đông đảo người là đến đây. Thì mình dự đoán á, sắp tới các cái YouTuber chắc có lẽ là sẽ về ở khu vực núi. Nghe nói là mình cũng chưa đến á, nhưng mà nghe nói là hình như ở núi Vinh, ở núi Vinh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu luôn đó. Thì chắc chắn rằng các YouTuber sẽ tề tụ về ở cái khu vực là tu viện Minh Đạo này để đưa tin về thầy Thích Minh Đạo. Thì không biết là sắp tới tình hình ở đây như thế nào, bởi vì quá nhiều bà con Phật tử mà tập trung về á. Ví dụ một ngày là để tổ chức lễ Vu Lan á, thì một ngày không thì không sao, mà nếu mà diễn ra nhiều ngày á thì chưa biết tình hình nó sẽ như thế nào. Mình cũng không có nói trước được. Mà tình hình này á thì bà con tới đông nè, rồi các YouTuber đưa tin á, thì càng ngày nhiều người càng biết đến nữa, thì nhiều người càng đến với lời tu viện Minh Đạo nữa, thì không biết là sẽ như thế nào. Mà phải nói rằng á, một cái vị bị sám nhập thất phải sám hối mà bây giờ được bà con Phật tử rất là mến mộ, rất là coi như là cung kính luôn. Cùng kính vị Thích Minh Đạo này. Phải nói có một cái điều là hôm video lần trước mình cũng nói rồi, có một cái điều khó mà giải thích được ở chỗ đó. Có những vị cũng bị giống như thầy Thích Minh Đạo, cũng bị khiển trách giống như thầy Thích Minh Đạo. Nhưng mà quý bà con Phật tử có đến đông như thế này đâu, đâu có đến đông đâu. Thì không biết lý do tại sao ha. Từ khi thầy Thích Minh Đạo mà bị vấn đề đó đó, rồi thầy nhập thất sám hối á, thì kể từ lúc đó mọi người biết đến tu viện Minh Đạo nhiều hơn, tìm đến tu viện Minh Đạo rất là đông. Và đỉnh điểm là tới ngày hôm nay thì phải nói rằng không biết là những lời dự đoán của mình nó có chính xác hay không, nó có đúng hay không. Thì người nào mà có những cái lời nói không hay không tốt đối với thầy Thích Minh Tuệ thì tự nhiên họ sẽ gặp nhiều cái bất trắc ở trong cái cuộc sống của họ. Còn những người nào mà tán thán, gọi là tôn kính trước cái hạnh tu của thầy á, thì tự nhiên những người đó được là có cái phước hay sao á, được mọi người yêu mến hơn. Thì không biết mình nói như vậy có đúng hay không, ở góc độ là quan điểm cá nhân của mình thôi, nhìn nhận đánh giá như vậy thôi, chứ không phải là vấn đề mà gọi là tâm linh hay là gì hết nha quý bà con Phật tử. Cái đó là ở góc độ mình đánh giá thôi. Thì không biết là ở tu viện Minh Đạo tổ chức Vu Lan bao nhiêu ngày. Mình nghĩ chắc giữa 2 ngày 10 với là 11 tới tháng 8 thôi. Thì không biết những ngày sau á quý Phật tử còn có đến nữa hay không. Chứ hôm nay mình thấy trên các cái trang YouTube, trên các cái trên nền tảng YouTube, các cái kênh YouTube đều đưa tin về cái thiền viện Minh Đạo đó, ở tu viện Minh Đạo này, ở tu viện Minh Đạo quá đông người luôn. Phải nói là bà con Phật tử bắt đầu là quan tâm đến
tu viện Minh Đạo này nhiều. Thì so với thầy Thích Minh Tuệ thì không bằng, nhưng mà so với những cái tu viện khác ở trong khu vực á, thì mình thấy quá đông đúc luôn. Thì hy vọng rằng là mọi chuyện nó sẽ diễn ra tốt đẹp hơn. Chứ vấn đề tập trung đông người nhiều ngày quá thì nó cũng gây ảnh hưởng như thế này thế nọ. Thì hy vọng rằng là mọi chuyện đều phải nằm trong cái sự kiểm soát của tu viện Minh Đạo, của tất cả mọi người ở trong đó. Rất tiếc là ngày hôm nay mình không có đi ra chỗ tu viện Minh Đạo. Mình cũng nghe nói ha, thông tin rồi thầy Thích Minh Đạo này kia có nuôi trẻ em cơ nhở, rồi có tổ chức lễ Vu Lan, nhưng mà mình bận công việc cho nên không có ra trực tiếp được. Mà hôm nay đưa tin để cho quý vị và các bạn biết được cái tình hình ở tu viện Minh Đạo. Mình sẽ mượn một số video ở trên kênh YouTube á, thì mình lồng vào cái bài nói chuyện này để thông tin đến quý vị và các bạn. Chắc có lẽ là bà con Phật tử gần xa thì cũng nắm được cái tình hình này rồi, cũng thấy được tình hình rồi. Thì bây giờ mình chỉ nói thêm thôi về thầy Thích Minh Đạo thôi. Thì hôm nay là thầy quấn trên người là phấn tảo y nha quý vị và các bạn, quý bà con Phật tử. Là thầy Thích Minh Đạo là quấn trên người là phấn tảo y nha, là cái y mà tự lúc trước thầy tự mai đó, có nhiều màu sắc đó. Đó thì hôm nay thầy quấn cái y đó chứ không phải là như cái y thường ngày. Đó thì video đến đây mình xin tạm dừng. Xin kính chúc quý vị và các bạn, quý bà con Phật tử gần xa nhiều sức khỏe trong cái mùa lễ Vu Lan. Kính chúc mọi người thân tâm thường an lạc. Còn bây giờ xin thân ái và chào tạm biệt.